tập cùi quá rồi mọi người. Làm thế nào nó chạy nhanh hơn nhỉ? Ở đây mình đã mua tổ SSD ghi là 256 ghi colorful L500 SATA 3 chuẩn 250 tốc độ 540 trên 490 megabit Sóc Huỳnh Lâm ở An Giang. Cái này cái trên Center Lazada và Shopee đều có nhé. Thôi mình đây là cái các đi bay gắn thêm ổ cứng loại dày 12.7. Mình sẽ mở thay thế luôn trên laptop của mình, mình sẽ tự hôm nay mình tự thay thế từ cái luôn. Chẳng đây là Mỹ in China rồi. Đây ghi là 256 in. Không sợ. Đây là cái chắc đi bay. Cái này dùng để mở rộng bộ nhớ của máy tính, mà sẽ lắp vào chỗ ổ quang này. Cái này có 31.000 chip. Cái này mình lúc đầu mình đặt có một chiếc ổ cứng thôi, trong bên này người ta đóng gói rồi mình mới đặt thêm cái này, sẽ là cái ra hai chiếc chip. À, trong kia tặng cái tư vít nữa, 4 con ốc. Quên mất. Cái là ốc cạnh. Tháo pin ra.
cũng để dài hơn. Hitachi. Tốc độ là 5400. Này mình sẽ dùng làm bộ nhớ ngoài thôi. Thank you.
không ngừng phải lắp đây. Này là mình cũng làm lần đầu đó, mình vừa tham khảo trên mạng, mình cũng không phải là chuyên gia gì cả. Hôm nay mình order đồ về là mình tự lắp. Đây chúng ta có thể hoàn toàn tự làm này.